Tôi ghét Free Fire. Free Fire cướp mất crush của tôi. Yeah. Minh ơi, cậu có thể đi prom cùng với tớ được không? Muốn đi prom với tớ hả? Biết chơi Free Fire đi. Tớ không chơi trò trẻ con ý. Nếu mà cậu nói trò đó là trẻ con vậy, thử top 1 đi. Top 1 đi rồi tớ đi prom với cậu. Cậu nhớ phải giữ lời hứa ấy nhá. Quân tử nhất ngôn. Tuấn. Là chết đấy. Xung quanh chúng ta tất cả đều là địch, chỉ cần sơ sẩy thôi là cô sẽ chết. Nếu như rơi vào tầm ngắm của bọn chúng. Bọn chúng là băng huyết quỷ, bọn giết người máu lạnh. Bọn chúng rất là gian xảo, không ai biết chúng ẩn nấp ở đâu đâu. Trốn chạy là vô ích, nếu để bị bắt cô sẽ có kết cục cực kỳ thê thảm đấy. Thế bọn chúng muốn gì? Giết càng nhiều càng tốt. Nè, học cách tự phòng vệ cho bản thân mình đi. Súng này dùng như nào nhở? Không sao. Làm cái gì đấy? Không sao. Coi trả đây. Suýt nữa là toang rồi đấy. Cô là gián điệp đúng không? Bình tĩnh đi, cậu làm gì vậy? Nãy giờ cậu không thấy à? Thấy gì? Chính cô ta và chúng ta chẳng còn cái gì cả. Chính cô ta và Starboy mới chết đấy. Cậu phải xác định là hả? Cô ta không thể sử dụng súng được thì làm sao là gián điệp được? Ai mà biết được đằng sau cái vẻ mặt ngây thơ này ẩn chứa điều gì? Bình tĩnh đi! Tôi nghĩ đây chắc chắn là một cái bẫy của bọn huyết quỷ. Nhưng mà bọn chúng quá đông, bây giờ chúng ta chẳng còn cái gì cả. Tôi có ý này. Cô định giở cái trò gì đấy? Free Fire, vùng nào là vùng nguy hiểm nhất?
tôi đang bị bao vây. May quá mình được ôm. À không, đột. À, ý là có thấy Free Fire còn trẻ con nữa không? Hay là giờ thích rồi? Làm ván Free Fire nữa đi. Ừ, được ôm cái nữa. Chơi được ôm ngu dữ chơi. Vớ vẩn, chơi đi. Nên chơi xong đi con nhé. Làm ván Free Fire. Đăng nhập Free Fire ngày mùng 3 tháng 5 để hốt quà cùng tổ đội. Trang phục thỏ tiệc bể bơi, nón lá Việt Nam, xe jeep phục sinh, mô thỏ du kích, ba lô binh đoàn thỏ, thẻ nhân đôi điểm rank cùng cơ hội nhận iPhone 11 Pro Max, tai nghe AirPods Pro và vô vàn các phần quà khác. Lập tổ đội, cả hội hốt quà. Đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Ghana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.